Và bây giờ giây phút chờ đợi, 1, 2, 3, bấm. Alo, thân chào tất cả mọi người, chào quý vị và các bạn. Thì hôm trước mình có đi ra bãi về chai, mình có mua được cái một cái máy cassette hiệu Sát của một cái người ta đi mua đồ cũ về, người ta bán lại nè quý vị. Cái máy này nó có chức năng là hát đĩa, disc hát đĩa nè. Mà mình quan sát thì chỗ này cái con mắt đĩa nó mất tiêu cái con mắt đĩa rồi đó, đây nè, mắt đĩa chỗ này nó gớt đâu có mất tiêu mắt à. Cho nên là đọc đĩa không được chắc chắn rồi. Bên đây là hát băng, trong này còn cái băng luôn nè. Cái máy này xài điện 100V. Cái máy này nó có thể đó là chúng ta có thể đó là hát cái cổng out nó nè, out UX nè, rất quan trọng. Thường là mấy cái máy này cái lo nó hát rất hay, cho nên nếu như mà những chức năng kia không quan trọng đâu, thời nay không ai hát băng với hát đĩa nữa đâu, chúng ta quan trọng là cái cổng đó. Ngoài ra đó là ở đây nó có đèn, nó có thêm cái mic này nè. Cái mic này là cái gì mình không biết nè, cái chữ này là mic nữa nè. Phone này thì chúng ta nghe tai nghe, không ai nghe cái này đâu. Quan trọng là cái mic là cái gì nè. Mà quan trọng một điều đó là chúng ta nó có lên điện hay là không á, nó mới là một điều quan trọng á. Máy này xài điện 100 mà chứ không được 110 nữa. Ở dưới này nó có để nè. Đây nè quý vị, cái nét coi. Đó, 100V. FM thì 76,0 cho tới 108. 108 luôn, 108 là gì mình cũng không biết luôn. Thì nhà mình không có điện 100, mình có điện 110 à. Ổ điện 110 với 220 à. Mình có ổ điện 110 nè. Mình sẽ ghim vô thử rồi, kiếm phụng dây coi. Chắc nó xài cọng dây này quá. Nhà này dây đầy. Dây số 8 nè. Nhưng mà trước khi ấy mình đo trước coi điện nó bao nhiêu cái ha. Lỡ nhưng mà điện không phải 110 ghim vô nổ cái đi luôn á. Đây đồng hồ nè. Mình dặn về thang đo đó là 700 đi. Mình sẽ đo. À 110 đúng rồi, 107. Đó. 107 là ngon rồi. Mà không biết là điện 110 này nó có xài được cho cái máy 100 này không nữa, không biết nữa. Thôi kim thí luôn đi, chứ có để đâu ra đều đâu điện 100. Rồi bây giờ mình sẽ ghim vô nghe quý vị. Hồi hộp và chờ đợi nha. Đâu rồi, đây nè, cổng lên nè. Rồi. Rồi bắt đầu ghim vô. Im ru. Không thấy gì hết trơn. Ai quên. Quan trọng là cái chỗ này nè, nó có cái nút báo ơ kìa. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ gác máy xuống và mình sẽ bấm nút báo ơ ha. Điểm 1, 2, 3 và mình sẽ chờ cái kết quả nó kê ra làm sao ha. Rồi đây, nút báo ơ nó nằm chỗ này nè quý vị. Đây là nút báo ơ nó nè. Volume tăng giảm. Còn nút này là chuyển đổi, này là out, chắc yên đâu đây. Còn này là gì mình cũng chưa biết nữa. Quan trọng là nút báo ơ nó có lên không nè. Và bây giờ giây phút chờ đợi, 1, 2, 3, bấm. Oh my god, có chữ hello à kìa. Chữ hello nó để gì ta? Ao. Ao. FM. Input với FM. Nhưng mà mình phát hiện là cái đèn này nó cứ cháy có một bên à, cháy bên này à. Bên này không có cháy đèn. Đứt một bên à. Bây giờ mình sẽ bắt FM trước rồi. Này FM nè. Kéo cái anten nó lên coi. Đấy. Còn nó có bắt được không? Bắt FM mà bắt sao ta? Này đít. FM. Này tăng giảm âm lượng.
FM này hơi bất tiện là nó không có cái nút dặn. Có nó gà đài kìa. Không nghe nó gè rồi gì chứ. Đoạn này thì radio nó hát cái bài nhạc quốc tế gì á. Mình sợ dính bản quyền cho nên mình không có có bật âm thanh lên cho quý vị xem. Nhưng mà radio hát rất là tốt nha quý vị. Nghe âm thanh rất là lớn luôn á. Tự nhiên nó hát lên cái làm cho mình muốn té ngửa luôn. Thôi mình chuyển sang đi, nhạc này là mới có bản quyền cái báo nữa. Tiếp đi rồi mình hiểu rồi. Mình dặn nó nhắn giữ nút này nè, nó sẽ chạy. Rồi, nghe được một đài FM. Nói chung là FM là nghe được. Rồi mình sẽ test cái chế độ đó là input của nó coi. Ha. Rồi giờ sẽ gác máy lên. Giờ mình sẽ đó là test chế độ đó là out. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái máy này ra, mình sẽ test chế độ out. Đây, cái cọng dây màu vàng gắn nó vào đây. Cho canten xuống đi. Chế độ FMH ok rồi. Rồi mình sẽ ghim vô cái cổng AOX. Đấy. Nè, bấm này kêu cốc cốc nè. Đó. Đó, ghim vô đây. Mở này lên ơi. Hát không? Do đoạn này là có hát nhạc, mình sợ dính bản quyền YouTube cho nên mình tắt tiếng nhạc đi ha. Mong quý vị thông cảm. Thì khi test ở chế độ AOX, chế độ này có nghĩa là chúng ta kết nối từ điện thoại, từ máy tính, từ các thiết bị khác mà nó có, nó là cái là jack 3.5 ly, chúng ta kết nối vào để mà nghe đó quý vị. Thì là mình khẳng định một điều là cái máy này nó nghe được chế độ AOX là cực kỳ hay luôn. Âm thanh rất là trong, rất là hay, đầy đủ bát chép hết luôn ha. Với cái máy này mà mua là mình rất là hài lòng về cái chế độ này ha. Thì mình cũng đã test xong cái chế độ AOX rồi. Bây giờ mình sẽ tắt máy, cút chui ra và chuẩn bị test các chế độ khác không quý vị. Mình xin chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh của mình để mà theo dõi. Bây giờ mình sẽ test thử cái mic của nó coi. Mình ở nhà mình có một cái micro, mình con chị mình có micro nè. Nó có anh cho luôn nè. Mình sẽ gắn vô thử nha. Thử coi mình nói nó có nghe không nha. Để mic connect. Đây, mình sẽ lấy cái máy xuống rồi cho quý vị xem. Đây. Khi mà mình ghim vô, mình sẽ rút ra nè. Mic disconnect. Ghim cái mic vô nè, ghim cái vô lỗ mic nè. Nó để là chữ là mic connect. Rồi bây giờ mình sẽ mở mic lên nè. Này cái mic nè quý vị, gắn vô như dây vô nè. Đó. Rồi. Alo, không nghe gì luôn. Dặn cái volume lên chút coi. Alo, ê, nó nghe kìa. Nó hú. Alo. 1, 2, 3, 4, đấy. Đã chưa nào? Alo, 1, 2, 3, 5. Anh cho là ở chỗ cái mic của mình là cái mic nhỏ này nó có cái anh cho nha. Chứ không phải làm cho cái máy. Alo, mình dặn tuốt xuống là cái tiếng nói của mình nghe bình thường. Alo, 1, 2, 3 má. Đó. Alo, 1, 2, 3 má. Alo. Nhưng mà mình dặn anh cho lên nè, đẩy anh cho lên phân nửa nó sẽ có nè. Alo, 1, 2, 3, 4. Để hết lóc lên. Alo, đấy. Ngon chưa? Sẵn đây là luôn câu nhạc đồ mẹ chơi. Em ở nơi nào có
xuân không em. Rừng lá gió từng đêm nhắm nhớ thì thơ. Đấy. Rồi tắt đi. Như vậy là mic xài được nha, xài ngon lành luôn. Đấy. Ok chứ nào. Còn chế độ hát băng đâu, bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ hát băng nha. Rồi gác máy lên. Hát băng thì trong này có cái băng sẵn luôn rồi nè. Cái băng này băng gì, để chữ Việt Nam gì, Seni Duro Menu gì nè. Rồi gắn vô. Rồi hát băng là hát nào ta, chắc nhắn này quá. Do đoạn này có cải lương sợ dính bản quyền nên mình không có hát lên để cho quý vị và các bạn nghe. Mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình nhé. Băng hát được nha. Băng còn hát được. Nhưng mà hát không được hay cho lắm. Có sao nói vậy nha. Băng thì hát nữa nghe thì nó không được hay. Cái gì? Giờ này không ngủ đi, tự nhiên lên đây làm chi gì? Đó nghe bình thường ha. Sai quá, đừng nó lôi tôi vào đây ngủ chứ làm gì. Sai sao nó không ghé nhà nữa luôn. Đấy. Còn đĩa thì bảo đảm hát không được rồi, bởi vì nó không có cái mắt sao đọc đĩa được. Đó. Thì vừa qua mình đã review cái đài cassette này mình mua với của một cái người mua, người ta đi mua đồ cũ về bán lại cho mình với giá là 100.000 ha. Cái này thì bán với mình cho mình 100.000. Tại vì mình quen biết người ta bán 100.000 chứ cái máy không ai bán 100.000 đâu. Đó. Đó. Thì hy vọng rằng những chia sẻ của mình sẽ đem đến cho quý vị nhiều cái thú vị ha. Đó. Máy này, cái máy này thì anh em nào mà muốn muốn xài lại thì liên hệ với mình nha, comment bên dưới. Nói chung là cái máy này thì có sao mình review vậy ha. Rồi thì ngoài ra mình còn có mua thêm được cái máy nữa quý vị. Rút điện nó ra đi. Hôm trước mình có mua cái máy nhưng mà mình để xài, mình cũng giới thiệu với anh em luôn cho đỡ buồn. Đây, hôm trước mình có mua được cái máy này nữa nè. Mình đã chế ra nó là chế ra để xài điện 12V nè. Chút xíu nữa mình sẽ chế cái máy kia. Mình xài cái bằng cái cục sạc 12V này. Cho nó ra đây nè, cho nó sạc ra đây nè. Đó. Máy này cũng xài điện 110 nè quý vị. Máy này nè, cũng xài điện 110. Máy này thì dòng điện cũng 100V nữa. 13W à. Có cái hiệu là Awa. Modem của nó là CSD-SL10 gì nè. Máy này thì hát đĩa được nha, còn hát đĩa được. Nói chung là tất cả chức năng đều ok hết cái máy này. Đó. Thì cấu hình nó như thế này. Đây. Nó thì nó hơi xấu chút nhưng mà hát cực hay luôn. 4 lo luôn. 2 lo trước, 2 lo sau. Máy này 2 lo trước, 2 lo sau. Giờ xài điện một xài điện 12V. Xài 220 thì quý vị chỉ cần ghim cái này vô cái cục sạc 220. Xin lỗi, nè đây nè, điện 220 nè. Đó, mình ghim vô đây. Rồi mình nó là ghim vô cái chui 12V này. Đó, là chúng ta coi như chúng ta đã hát được. Đó, đã lên điện rồi nè. Đó. Lên điện rồi đó. Máy này thì tất cả chức năng đều ok hết nha. Không có chức năng nào lỗi lầm hết. Đấy. Máy này hát đĩa được luôn. Đó, đây bây giờ mình vô số 4 rồi nè, là có nghĩa là cái đĩa này 4 bài nè hát nè. Nhắn hát nè. Thiếu anh. Đấy, hát đó. Mình dừng lại. Để thôi dính bản quyền. Hát rất hay luôn, còn băng hát cũng được luôn. Lấy cái băng ra tốt hay gì còn. Đó, có băng luôn nè. Hát luôn nè. Đấy. Đó, hát bình thường. Ha. Nói chung là mình mua được hai cái loa đài và cái này mình cũng mua được với của dây chai với giá 100.000 về mình sửa lại. Cái này mua của dây chai về mình sửa lại, chỉnh sửa lại ha. Thì vừa qua mình chia sẻ với quý vị và các bạn hai cái loa đài cassette
cổ. Bây giờ đồ cổ quý lắm quý vị ơi ha. Cái này thì nó không có chức năng hát AOX, tiếc nó là vậy đó. Nhưng mà nó lại được có một cái là nó hát đĩa được. Mỗi cái thì nó có một cái là hay riêng. Rồi, thân chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.